Uh, xin chào các bạn shop hàng nhật vip com hàng nội địa nhật com vn hôm nay hướng dẫn các bạn uh, vệ sinh máy lọc không khí daikin đồng hồ uh, thì uh, trước tiên chúng ta hãy lưu ý cần phải rút điện lấy một uh, rẻ ẩm lau chùi phía bên ngoài của máy các bạn lưu ý uh, trước khi lau chùi thì phải nhớ rút điện ra lau chùi bằng rẻ ẩm thôi ở phía bên ngoài lau chùi bằng rẻ ẩm không dùng hóa chất sau đó sẽ dùng cái máy hút bụi để hút sạch các cái bụi nhỏ cái màng lọc thô ở phía ngoài thì có thể rửa bằng nước các bạn tháo ra các bạn rửa bằng nước và có thể kỵ cọ và rồi phơi khô cái màng lọc thô này là màng nhựa ở phía ngoài đấy các bạn có thể tháo ra rồi sau đó rửa nước phơi khô còn cái màng than màng than hoạt tính các bạn hãy lấy máy hút bụi để hút sạch các cái bụi theo nguyên lý thì cái màng này không rửa được bằng nước Nhưng nếu mà tận dụng ta có thể rửa bằng nước nhẹ Để cho nó sạch đi Sau đó cũng hong khô Hạn chế phơi nắng trực tiếp Hong khô thôi ạ Không rửa nước Đó các bạn sẽ xem là không rửa nước Rồi tiếp theo Ở đây là hai cái màng lọc bằng điện Và bộ phát streamer Thì các bạn tháo nó ra Tháo rất nhẹ nhàng dùng tay kéo nó ra Đó À, giữ máy cầm tay kéo cái màng à, lọc điện ra Đấy Bộ phát streamer các bạn cũng cầm tay kéo nó ra Đối với những cái này Thì các bạn hãy lấy máy hút bụi Hút bụi trước Hút sạch bụi Đó hút sạch bụi bằng máy hút bụi Cái à, bộ phát này Các bạn có thể à, rửa được bằng nước Các bạn hãy mở nó ra Nó có các cái lẫy mở nó ra và ngâm vào nước Cái này Nó là bộ à, lọc điện Chúng ta ngâm bằng nước và rửa bằng nước. Cọ kỹ nhẹ tay vì trong đấy nó có hai cái dây điện. Nếu mà chúng ta làm mạnh có thể nó sẽ bị đứt đó, hai cái dây điện đó. Các bạn lấy tăm bông nhúng tí cồn, một tí nước để vệ sinh đi cho nó sạch. Vệ sinh nhẹ nhàng tránh làm đứt dây. Cái này thì các bạn có thể dùng xà phòng để rửa cho nó sạch. Sau đó các bạn cũng phơi khô. Phơi khô nó đi bộ phát streamer các bạn cũng có thể rửa được bằng nước các bạn ngâm vào nước để nó có thể bong hết các cái lớp đóng ở đó vì một thời gian thì nó sẽ có những cái muội bám đen vào cái bộ phát streamer và màng điện các bạn ngâm bằng nước rồi các bạn cũng có thể uh, lau chùi dùng các cái uh, rẻ lau chùi thật sạch bộ phát streamer này uh, rất là hữu dụng cũng lấy một cái tăm bông để vệ sinh các cái điểm phát ở phía trong. Đấy vệ sinh thật nhẹ nhàng, lấy bông vệ sinh thôi ạ. Sau đó lại rửa bằng nước. Rửa bằng nước cũng nhẹ nhàng thôi. Sau đó các bạn cũng phơi khô nó đi. Nhớ cái này thì phơi khô, cái này các bạn có thể phơi nắng được. Phơi khô trước khi lắp vào máy. Đó. Sau đó chúng ta lại lắp lại cái bộ phát streamer đó các bạn sẽ xem đây là cái cảm biến bụi các bạn lấy máy hút bụi để hút sạch chỗ đây đi hút sạch các bạn không dùng máy thổi thổi ở đây nhé làm cái cảm biến nó hoạt động sai các bạn mở nắp đằng trước đó một số máy thì sẽ có thêm một cái cảm biến ở chỗ này thì các bạn lấy tăm bông vệ sinh rất nhẹ nhàng chỗ này vệ sinh thật nhẹ nhàng thôi không nó sẽ hỏng cảm biến đấy một số loại máy thì sẽ có một số loại mà máy thì không còn đến cái bình nước thì các bạn hãy uh, bỏ bình nước ra cho nước vào xúc rửa vệ sinh bình nước này các bạn đừng cho hóa chất vào đây nha không lúc nó bù ẩm nó sẽ có mùi lấy rẻ để lau chùi phía ngoài cái bình nước này thì các bạn rửa nước thoải mái Nhưng uh, nếu mà dùng xà phòng hay cái gì rửa thì phải rửa thật sạch Đó, cách mở bình nước đó Tiếp đến là các bạn hãy lấy uh, cái bình bù ẩm ra uh, Cái khay nước bù ẩm Khay nước bù ẩm này thì các bạn, cái khay nước thì các bạn cũng có thể rửa sạch Đó, rửa sạch các cái mảng bám ở đó <laughs> giờ đây là khay nước bù ẩm, các bạn rửa sạch Tiếp đến đó là cái uh, guồng bù ẩm Thì các bạn hãy ngâm nước uh, Ngâm nước các bạn có thể cho một tí uh, chanh hoặc tí giấm vào Nhưng mà phải vệ sinh thật sạch Để nó đỡ bị uh, mà bám lại mùi vào cái màng buồm này Cái này thì các bạn có thể rửa bằng nước Rửa nước thật sạch Đó Sau đó các bạn hãy uh, Lắp trở lại vào máy Lắp bình nước Đấy, lắp bình nước cái này thì tuyệt đối các bạn không dùng các cái loại như kiểu nước rửa bát hay là nước cọ nhà vệ sinh các cái loại hóa chất độc hại vì nó là máy lọc không khí mà đấy các bạn hãy tránh dùng các cái loại này à, bạn nào mà có nhu cầu biết thêm chi tiết thì vui lòng liên hệ trang web nội địa nhật vn hoặc hàng nhật vip com để biết thêm chi tiết về sản phẩm à, xin cảm ơn các bạn đã tin tưởng